Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin để đối phó với cạm bẫy trong Bộ Y tế, bà Đào Hồng Lan đang đi chiến thuật gì. Cho đến nay, nhiều người vẫn thừa nhận bà cựu Bộ trưởng Bộ Y tế là người có thế lực mạnh nhất từ trước đến nay. Bà Tiến đã dính đến hai vụ án lớn nhưng đều thoát tội cả. Đó là vụ vaccine trẻ em và vụ án Việt Nam Pharma. Đặc biệt là vụ án tại Việt Nam Pharma làm cho cấp phó của bà Tiến phải vào tù, nhưng bà thì vỡ bẩn bình an, vô sự. Vào năm 2016, khi mà bà Tiến rớt Ủy viên Trung ương Đảng nhưng vẫn giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế, thì điều này được giới thạo tin đánh giá bà có mối quan hệ rất vững chắc trên chính trường của Việt Nam. Còn ai là người đỡ đầu cho bà thì đến nay vẫn là một bí ẩn. Nhiều ý kiến cho rằng đó là ông Lương Kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Tiến được cho là có thế lực khủng đỡ đầu. Cho tới nay, nhiều người thuộc giới nắm tin về chuyện thâm cung bí sử vẫn chưa thể nào định tên được người đỡ đầu bà Nguyễn Thị Kim Tiến là ai. Người ta chỉ xác định thế lực đó hiện nay vẫn đang chống đỡ cho bà Tiến khỏi rơi vào vòng lao lý. Bà Đào Hồng Lan là quan chức ngoài ngành y tế. Hiện nay bà vào nắm chức ghế bộ trưởng thì không thể không làm cho nhiều kẻ ganh tị với bà khó chịu. Mà lắm kẻ ganh tị, đó là một cái bẫy có thể đẩy bà bay ra khỏi chiếc ghế này bất cứ lúc nào. Ông Nguyễn Thành Long là một bài học nhãn tiền như thế. Theo đánh giá của một số nhà quan sát thì hiện nay bà Đào Hồng Lan đang kết nối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Mục đích là gì thì ai cũng biết. Bà Lan muốn có được một chiếc thế lực đỡ đầu cho bà, tương tự như bà Nguyễn Thị Kim Tiến đang có. Nếu không thì tìm thế lực mạnh ủng hộ thì rất có thể bà Lan sẽ lại phải nhận cái kết quả như người tiền nhiệm Nguyễn Thành Long phải vào tù chỉ sau một thời gian rất ngắn đến nắm bộ này. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến về hưu đã 3 năm, hiện nay bà Tiến đang muốn đẩy sự nghiệp cho con trai lên hàm hạt giống đỏ trong ngành y tế. Về việc bổ nhiệm con bà Tiến trong tầm tay của bà Đào Hồng Lan, như vậy là đã xảy ra sự trao đổi, tôi nâng đỡ cho con trai chị thì chị phải giới thiệu với thế lực đỡ đầu giúp tôi. Việc làm này của bà Đào Hồng Lan đã được giới quan sát đánh giá là rất khôn ngoan. Đây là hình ảnh bà Đào Hồng Lan không hề có chuyên môn ngành y tế nhưng lại được đảng cử về làm Bộ trưởng Bộ Y tế. Mới nắm Bộ Y tế thì ngày 27 tháng 7 bà Đào Hồng Lan đã tặng bà Nguyễn Thị Kim Tiến một món quà lớn. Đó là bà ký ngay quyết định điều động con trai bà Nguyễn Thị Kim Tiến là Hoàng Quốc Cường, 40 tuổi, Phó Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, về nhậm chức Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ. Thành phố Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương, tương tự như Đà Nẵng của miền Trung vậy. Việc chọn Sở Y tế Cần Thơ là một sự lựa chọn có chủ ý. Vị trí này rất có khả năng sẽ tiến về bộ làm chức thứ trưởng. Với lại, từ tháng 3 năm 2021, ông Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, đã bị khởi tố. Từ đó đến nay, Sở Y tế thành phố Cần Thơ khuyết chức danh Giám đốc Sở. Ván bài này nhìn bên ngoài thì có vẻ như bà Đào Hồng Lan tặng bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Tuy nhiên, nhìn bên trong thì bà Đào Hồng Lan muốn cột trách nhiệm của bà với việc thăng tiến của con trai bà Tiến. Nếu bà Lan mà có bị Trung ương sở gáy như Nguyễn Thành Long thì khả năng con bà Tiến cũng sẽ bị liên lụy và khó lên chức. Muốn giúp con bà Tiến thì phải nâng đỡ bà Đào Hồng Lan để con trai bà Tiến được thẳng tiến trên con đường chính trị. Trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thường như thế, nó rất rắc rối và nhiều điều khó hiểu. Nhưng tất cả đều là những nhóm có quyền và có tiền. Đây là hình ảnh Hoàng Quốc Cường, con trai bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Không biết bài đi của bà Đào Hồng Lan có hiệu quả hay không, nhưng rõ ràng đây là cách làm chính trị khôn khéo của bà Lan, mà các cán bộ cấp cao của đảng thường vẫn đi theo con đường như thế. Mới vừa nắm chiếc ghế đứng đầu Bộ Y tế, bà Lan đã nhìn ra nơi nào có thể hỗ trợ sự nghiệp chính trị của bà tốt, và bà đã có cách làm rất có lợi và làm ngay. So với Nguyễn Thành Long, xem ra bà Đào Hồng Lan khôn ngoan hơn rất nhiều. Bà Lan đã nhìn ra điều mà Nguyễn Thành Long không nhìn ra. Tuy nhiên, sự nghiệp chính trị của bà Lan có khác sự nghiệp của Nguyễn Thành Long hay không thì còn phải chờ thêm thời gian tới. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đại gia cường đô la đang bị Tất Thành Cang réo gọi. Đại gia siêu xe có gặp gỡ xếp Cang hay không? Vụ án Tất Thành Cang đang được mở rộng điều tra.
Tất Thành Cang đã ra tòa vào ngày 8 tháng 1 tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đã tuyên án trong vụ bán rẻ 9 triệu cổ phần Sadeco cho công ty Nguyễn Kim. Theo đó, ông Tất Thành Cang nhận 10 năm tù. Tuy nhiên, đấy là vụ án khác. Còn thêm một vụ án nữa là công an đang điều tra nhắm vào công ty Quốc Cường Gia Lai bởi liên quan đến lô đất công sản trên 32,4 ha ở Phước Kiểng, Nhà Bè, được cho là có giá trị thị trường 2.400 tỷ nhưng lại được công ty đầu tư và xây dựng Tân Thuận 100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bán cho công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai với giá chỉ có 419 tỷ đồng. Vào ngày 5 tháng 8, cơ quan điều tra công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết họ đã tách nội dung liên quan hành vi của người đứng đầu công ty Quốc Cường Gia Lai để tiếp tục điều tra làm rõ sai phạm. Đây là hình ảnh cơ quan bảo vệ pháp luật đang nhắm đến Quốc Cường Gia Lai. Được biết, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa truy tố ông Tất Thành Cang là cựu phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng 3 cựu cán bộ văn phòng Thành ủy và 6 bị can nguyên cán bộ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận, tức là công ty Tân Thuận, đều về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo cáo trạng, dự án khu dân cư Phước Kiển có diện tích 32 ha và tháng 8 năm 2016, công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, gọi là công ty Quốc Cường Gia Lai, có văn bản số 88 đề nghị hợp tác đầu tư với tỷ lệ 75-25 hoặc xin nhận chuyển 100% dự án khu dân cư Phước Kiển. Căn cứ nội dung công văn này, ông Trần Công Thiện là bị can, cựu thành viên hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc, chỉ đạo Nguyễn Xuân Tùng là bị can, là trưởng phòng kinh tế tổng hợp, thuê công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định và đã ban hành chứng từ thẩm định trị giá số 04. Công ty Tân Thuận sau đó chỉ căn cứ vào giá trong chứng thư thẩm định này để thống nhất đơn giá hợp tác với công ty Quốc Cường Gia Lai là 1,95 triệu đồng trên 1m2 với tỷ lệ 30-70. Vào ngày 5 tháng 6 năm 2017, ông Trần Công Thiện, đại diện công ty Tân Thuận, ký hợp đồng số 203, sau đó tiếp tục ký 3 phụ lục hợp đồng kèm theo chuyển nhượng quyền sử dụng diện tích gần 325.000m2 đất trị giá 419 tỷ đồng cho công ty Quốc Cường Gia Lai với giá chỉ có 1,29 triệu đồng mỗi mét vuông. Cáo trạng nêu việc chuyển nhượng này đã gây thất thoát tài sản của nhà nước là số tiền 202 tỷ đồng. Đây là hình ảnh Tất Thành Cang trước tòa. Tại dự án dân cư ven sông vào năm 2008, công ty Tân Thuận ký hợp đồng số 22 với công ty Hoàng Anh Gia Lai theo tỷ lệ 55:45 để đầu tư xây dựng dự án khu cao ốc văn căn hộ thương mại. Đến năm 2012, công ty Hoàng Anh Gia Lai chuyển nhượng 45% vốn góp này cho công ty con là công ty cổ phần xây dựng và phát triển Hoàng Anh, tức là công ty Hoàng Anh. Vào cuối năm 2015, công ty Hoàng Anh chuyển nhượng 45% góp vốn này lại tiếp cho công ty Quốc Cường Gia Lai. Vào ngày 15 tháng 12 năm 2015, thì công ty Quốc Cường Gia Lai có văn bản số 15 đề nghị công ty Tân Thuận chuẩn bị tài sản thế chấp để vay vốn đầu tư triển khai dự án hoặc chuyển nhượng trực tiếp cho công ty Quốc Cường Gia Lai 55% vốn góp của công ty Tân Thuận theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 22 để công ty Quốc Cường Gia Lai triển khai dự án. Đến ngày 23 tháng 11 năm 2017, thì Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 6171 chấp thuận chủ trương cho chuyển nhượng một phần dự án tại khu vực này, và đến ngày 28 tháng 11 năm 2017 thì công ty Tân Thuận ký hợp đồng số 271 với công ty Quốc Cường Gia Lai với giá chuyển nhượng là 20 triệu đồng trên mỗi mét vuông. Vụ chuyển nhượng kết thúc, nhà nước tiếp tục thiệt hại 532 tỷ đồng. Đây là tiền thuế của người dân và thuộc của người dân Việt Nam. Đây là hình ảnh Tất Thành Cang đang kéo chân Quốc Cường Gia Lai. Như vậy thì Quốc Cường Gia Lai của đại gia Cường Đô La và mẹ của ta là Nguyễn Thị Như Loan đang ngập rắc rối về mặt pháp luật. Rất nhiều báo chí đã réo Quốc Cường Gia Lai về liên quan đến sai phạm của Tất Thành Cang nhưng đều thoát. Và liệu lần này cơ quan thực thi luật pháp của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam có làm gì được Quốc Cường Gia Lai hay không là câu hỏi mà dư luận đang đặt ra. Và liệu đại gia siêu xe có được đoàn tụ với sếp Cang hay không thì chờ diễn biến tiếp theo sẽ rõ. Vì chơi với các quan chức của nhà nước thì như chơi dao vậy, có ngày sẽ đứt tay.